Xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang ở khu vực Hải Đăng Kê Gà nha quý vị. Thì từ xa quý vị thấy được hòn đảo nơi có ngọn hải đăng cổ nhất ở Đông Nam Á đó quý vị. Khung cảnh đây rất đẹp. Và đặc biệt ngày hôm nay khi đến đây thì nước đã rút rất là cạn quý vị. Bây giờ mình có thể đi bộ qua bên đảo Kê Gà được luôn. Quý vị thấy mấy người đi ngoài kia là họ đang đi bộ qua bên đảo Kê Gà đó. Quý vị thấy hang nước biển rút rất là xa. Từ bên đó đó quý vị, ngay chỗ đó là cái bờ kè đó mà nước biển rút ra tận ngoài kia luôn. Ngoài kia có nhiều người họ đi bắt tôm tích với họ đi bắt cá đó quý vị. Hải Đăng Kê Gà là một trong những cái điểm đến rất là nổi tiếng tại Bình Thuận quý vị ha. Cho nên là ngày hôm nay khi mà ra ngoài Hải Đăng Kê Gà, tôi có một trải nghiệm là đi bộ ra ngọn hải đăng. Là chuyến đi thì mình có thể là đi bộ rồi đó, nhưng mà chuyến về thì chưa chắc. Thời điểm mình về là nước lên bắt buộc mình phải thuê cano để quay trở lại quý vị. Rồi thì ngày hôm nay thì đã buổi chiều rồi quý vị. Thời điểm này thì lên trên đảo thì nó cũng không còn quay phim được đẹp lắm, cho nên là tôi quyết định ở lại đảo Kê Gà một đêm, và ngày mai thì chúng ta sẽ khám phá đảo Kê Gà. Như vậy thì video này có thể gọi là tổng hợp, vừa là trải nghiệm một đêm trên đảo Kê Gà, có thể là săn bắt hải sản ở trên đảo Kê Gà thử có được hay không nha quý vị. Và ngày mai chủ đề nó sẽ là khám phá lịch sử về hải đăng mũi Kê Gà nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi bộ qua bên kia quý vị. Có nhiều người đi bộ qua bên hải đăng lắm quý vị, nhưng mà buổi chiều rồi thành ra là mình khám phá không kịp quý vị. Chắc có lẽ là để ngày mai ha, ngày mai mình sẽ tìm hiểu về lịch sử cũng như là cái câu chuyện về hải đăng Kê Gà. Còn bữa nay thì mình sẽ một đêm sinh tồn trên đảo Kê Gà nha quý vị. Nói sinh tồn thì cũng không đúng, mà là mình gọi là một đêm trải nghiệm trên đảo Kê Gà nó đúng hơn. Đó quý vị thấy nè, nước biển rút cạn luôn đúng quý vị. Trời về chiều rất là nhanh quý vị. Mới đó mà cái ánh sáng nó không được tốt để quay phim rồi quý vị ha. Nhưng mà bây giờ quý vị có thể thấy được ngay chỗ khu vực đó là nơi neo đậu của những chiếc cái tàu đánh cá và những cái thuyền thúng. Thì ở khu vực đó đó quý vị, lúc nãy tôi có hỏi là ngày mai thì buổi chiều này nước sẽ rút lại lần nữa. Và những chiếc tàu đánh cá đó bây giờ họ ra khơi họ đánh cá. Thì đêm nay mình sẽ trải nghiệm một đêm ở trên đảo Kê Gà. Đây là lần đầu tiên mà đến với đảo Kê Gà nhưng mà mình đi bộ đó quý vị. Mọi khi là phải thuê cano. Ngoài kia thì quý vị thấy kìa, người ta đứng câu cá kìa, mấy con chó chạy qua đó nó chơi luôn. Chưa kể nữa là khu vực đó hen, gió rất là mạnh. Nhưng mà một hồi nữa mình cũng sẽ ra đó để tìm hiểu về đảo Kê Gà. Wow, quá đẹp luôn, quá tuyệt vời. Lâu lâu thì đổi gió cho quý vị ha, cùng khám phá đảo Kê Gà theo một cách đó là đi bộ. Để mình quay lại con đường cho quý vị thấy. Đoạn nước biển cạn nhất nó sẽ là nằm ngay chỗ cái hướng, ngay chỗ mà cái khu resort đó quý vị ha. Đi vòng qua bên đây đó, đi vòng qua bên đây là cái bản hướng bãi cát, là ngay chỗ hướng làng chài đi ra đó. Còn ngay đây là cái chỗ này là rất là nhiều đá cho nên là nó không cạn được. Ngay đây là nó cũng giống như cái vịnh nhỏ đó. Lúc nãy thì tôi thấy cũng có mấy người họ bắt hải sản được. Hy vọng rằng đêm nay thì tôi cũng sẽ bắt được hải sản. Rồi mình sẽ khám phá xung quanh đây một tí xíu. Quý vị thấy nè, wow, tuyệt vời chưa? Có rồi, có cái con này là giống như con cua hả quý vị ha? Nó chạy trên đá rất là nhanh. Đây là hào đá đâu quý vị. Hào nó bám vào nè. Cụm đá rất đẹp. Quý vị thấy ha, cụm đá rất đẹp.
đá ở đảo Cây Gà nó đã bị nước biển và gió đó ha, nó tạo hình đúng quý vị. Nếu mà nói ai là người nghệ sĩ vĩ đại nhất thì chỉ có thể là mẹ thiên nhiên thôi. Để mình bước vào trong đây cho quý vị xem. Đảo Cây Gà đẹp chưa? Hòn đá kia lạ chưa? Nó tạo ra giống như hai con mắt và cái chòm mũi. Wow, thật ra đây là những cái ô vàng này nó giống như là có một cái lượng lượng giống như là sét đó quý vị ha, nó tạo thành cái màu vàng. Lâu lắm rồi thì mới có dịp là đến Cây Gà và có thể là trực tiếp mà quay từng cái hòn đá kỳ lạ ở hòn đảo Cây Gà cho quý vị xem. Thành ra là cũng là một cái điều may mắn khi mà tôi đến với miền Trung này. Tranh thủ thì chúng ta sẽ khám phá bãi đá ở mũi Cây Gà cho quý vị cùng mà thưởng thức. Lâu lâu thì tôi sẽ thay đổi không khí. Nếu mà nói về chủ đề lịch sử, một chủ đề rất là khó và nó nhàm chán lắm, cho nên là hôm nay thay đổi không khí ra đảo Cây Gà sinh tồn một đêm cùng với tất cả quý vị ha. Quý vị thấy ở đây có một tảng đá rất là kỳ lạ, có một lối đi ở giữa. Ở đây mà đứng chụp ảnh thì rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Wow, ở đây là cái điểm bến, cập bến của mấy chiếc cano đây quý vị. Ở đây thì không chỉ đá mà có thêm những cái cây, đặc biệt là ở đây tôi thấy đó là thuộc dạng cây bồ đề đó quý vị ha. Nó ăn bám rễ sâu vào trong cái các cái kẽ đá ở trên đảo Cây Gà. Nhưng mà gió thì mạnh cho nên là cái cây nó không phát triển lắm, nó cứ cùi cùi như thế nào đó, nhìn không đẹp lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ bước xuống ở khu vực bay cắm không quý vị. Wow, quá mệt mỏi, nhưng mà rất đẹp, rất vui quý vị. À, mùa này á, là cái hướng ngay chỗ, hướng đông nam đúng quý vị, là gió rất là mạnh, cho nên mình phải qua bên cái khu vực này để mình tìm cái chỗ để trú trong đêm nay. Đứng từ đây thì có thể thấy được đỉnh của ngọn Hải Đăng rồi đó quý vị ha. Thấy cái chỗ mà bóng đèn rồi đó. Đẹp chưa? Chỉ tiếc rằng chiều nay thì không khí nó buổi chiều rồi, cho nên là độ sắc nét nó không nhiều lắm. Nếu như mà quý vị cắm ở khu vực hướng này của đảo thì quý vị sẽ đi ngang khu vực này. Ở đây thì có một cái địa điểm, ngày mai tôi cũng sẽ nói rõ hơn. À, đây là nơi an nghỉ của cô nằm ở trên đảo này. Thì bây giờ trước khi mà mình qua chỗ mình camping đó quý vị ha, thì mình sẽ thắp một nén hương cho cô trước. Rồi ngày mai thì mình sẽ giới thiệu rõ hơn về những gì mà xảy ra ở trên hòn đảo này cho quý vị cùng xem. Và đây chính là buổi chiều tại ngọn Hải Đăng Cây Gà quý vị. À, tôi đang đứng ở vị trí giữa ở cái chỗ cái sườn của ngoài hòn đảo Cây Gà ha. Bên đây cũng là một sườn cao và bên đây là chính là ngọn Hải Đăng. Còn ở đây thì ở giữa thì khu vực này, sườn thỏi này thì nơi có nơi an nghỉ của ngôi mộ cô. Thì bây giờ quý vị sẽ ngắm một vài cảnh ở hướng ngoài biển đông nha quý vị. Wow, buổi chiều à, nhìn những chiếc thuyền đánh cá đó quý vị, đẹp chưa kìa.
Ở đây thì cũng có người camping ngồi ở đây nghe nha quý vị ha. Thì ở đây tương đối là nó yên tĩnh hơn. Vị trí này thì tương đối đẹp đây. Hà trại thì ở vị trí này đẹp lắm quý vị. Wow, nhìn cái ngay chỗ cái sườn dốc đá dựng đứng ở ngay chỗ chân ngọn Hải Đăng đó quý vị. Tuyệt vời chưa? Cạnh bên này thì sóng rất là lớn. Đó thì cái vị trí đêm nay mình lựa chọn chắc có lẽ là mình sẽ lựa chọn ngay vị trí này, ngay chỗ ngôi mộ của cô bước ra một chút xíu. Bởi vì ở giữa hai cái sườn đó quý vị, thì ở đây kín gió hơn và tương đối yên tĩnh và đẹp hơn. Để một chút xíu nữa mình qua sườn bên kia. Vị trí này là vị trí ngay chỗ ngôi mộ cô ở trên Hải Đăng. Giác rồi quý vị. Con đầu tiên.
Ở trên đảo Cây Gà đó quý vị, có nhiều người bạn rất là thân thiện. Ok, trước mặt quý vị ha. Bây giờ là đêm rồi, nhưng mà đến đây là để xin ăn đó quý vị. Mím 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 mím. Mím mím. Ở lại đây đi một hồi nữa cho ăn ha, một hồi nữa cho ăn hải sản. Ok. Wow. Về đêm, buổi đêm ở Cây Gà. Tôi mới vừa lặn biển lên quý vị. Như vậy thì đêm cũng đã gần khuya rồi quý vị ha. Thì bên dưới biển ở ngay chỗ khu vực Cây Gà nó vẫn đẹp như vậy quý vị à. Đám lửa thì cũng sắp tàn rồi. Thôi thì chắc có lẽ là tôi cũng sẽ yên giấc trong đêm nay ở trên đảo Cây Gà. Xa kia là ngọn đèn hải đăng đó quý vị. Đây, tôi giới thiệu cho quý vị xem cái chỗ tôi ngủ ha. Đây có một cái bóng đèn ha. Bên trong thì cũng có đầy đủ tư trang dành cho cá nhân thôi quý vị. Lâu lâu thì trải nghiệm ở ngoài đảo một lần, một mình cho tất cả quý vị thay đổi không khí. Đấy, chủ yếu là đồ vật dụng cá nhân, mà đa số tôi thấy là chủ yếu là dụng cụ dùng để phục vụ cho việc quay phim là nhiều nhất. Còn ăn ở thì không có bao nhiêu cả. Rồi, thì bây giờ là chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon.